Xin chào các quý vị, các nhà đầu tư, các anh chị nhà đầu tư. Hôm nay Hiền đại diện cho công ty Portico & Bridge có mời được một vị khách rất là quý. Đó là một trong những khách hàng thành công trong chương trình 188A. Hôm nay thì anh đã dành thời gian để ghé qua Portico & Bridge và chia sẻ những cái nỗi niềm cũng như là có những cái lời khuyên cho các anh chị, các quý nhà đầu tư sắp tới mà mình định hướng để mà đến Úc. Thứ nhất là em chúc mừng anh chị đã có được cái visa định cư tạm trú cho đến Úc. Và em cũng biết được kế hoạch của mình sẽ đến Úc vào tháng 1 đến Victoria. Thì trước là em muốn hỏi anh là cái suy nghĩ của anh khi mà trước đây khi mình làm hồ sơ á, thì những cái gì mà khiến anh lo lắng, và sau khi mình được hồ sơ rồi thì cái định hướng của anh là qua Úc mình sẽ làm lĩnh vực gì? Xin chào tất cả các bạn. Thì mình cũng chia sẻ cái cảm giác cũng như cảm xúc của cá nhân cũng như gia đình mình trải qua những cái cung bậc cảm xúc rất là khác nhau cũng như rất là đa dạng, từ hồi hộp có, từ nôn nao có, từ vui mừng cũng có. Thì trước khi xin visa thì nó mới bắt đầu với mức độ ở cái giai đoạn là ý định thôi. Khi là ý định thì thực ra lúc đấy rất là háo hức, tại vì nghĩ nó là một cái cơ hội rất là lớn cho toàn bộ gia đình mình. Đến khi có visa rồi thì cảm giác là vui mừng có, nhưng mà cũng có cái sự gọi là lo lắng. Lo lắng ở đây là mình sẽ di cư qua một cái vùng đất mới thì không biết là mọi thứ nó sẽ như thế nào. Nhưng đến bây giờ thì khi mà sắp sửa đi rồi thì mình cảm thấy nó rất là vui cũng như tự tin, tại vì mình đã có một cái quá trình mình tìm hiểu cũng như là được cái sự hỗ trợ của các bạn chuyên viên cũng như là công ty tư vấn, thì mình cảm thấy rất là tự tin. Em cũng có một câu hỏi nhỏ là mình sẽ có được cái định hướng cho cái việc mà sắp tới khi mà qua bên Victoria, thì kế hoạch kinh doanh của mình thì anh đã có cái suy nghĩ gì chưa? Mình có thể chia sẻ một ít cho. Thì ngay khi được visa cách đây là khoảng gần một năm thì mình cũng có tìm hiểu về một số cái lĩnh vực kinh doanh ở bang Victoria cũng như ở nước Úc. Thì có một số lĩnh vực mình đang quan tâm, ví dụ như là kinh doanh về đồ có cồn, hoặc là kinh doanh về trái cây, hoặc là kinh doanh về những cái mặt hàng thực phẩm gọi là thế mạnh của nước Úc. Thì mình cũng có suy nghĩ về cái hướng làm về xuất nhập khẩu. Nó cũng là một hướng rất là hay, song song với việc mà mình kinh doanh cho phục vụ cho người dân trong thị trường nội địa của Úc. Thì ở đây Hiền cũng xin chia sẻ thêm tiếp lời của anh là ở hiện tại thì việc xuất khẩu hay là bất cứ một lĩnh vực nào thì nó sẽ không hạn chế. Chủ yếu là mình lưu ý là khi lên chương trình từ tạm trú lên thường trú nhân thì các anh chị sẽ phải duy trì cái thời gian quản lý hàng ngày của mình khi mà mình mở suốt 2 năm cái công ty bên Úc, và đảm bảo là mình ít nhất cũng phải có được 1 đến 2 nhân viên là người bản xứ, cũng như là doanh thu mình phải đảm bảo là 300 ngàn đô Úc trong 2 năm khi mình chạy cái kinh doanh của mình bên Úc ha. Thì tiếp theo là em cũng có một câu hỏi nhỏ nữa với anh đây, nếu mà anh không ngại có thể chia sẻ thêm. Đó là cái lời khuyên của anh dành cho những khách hàng mà đang quan tâm đến chương trình Úc, mà sắp tới họ đang có nhu cầu tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ. Thì với kinh nghiệm của anh, là anh là người đi và cũng đã song hành cùng với tụi em để mà thành công cho cái chương trình của mình, thì những lời khuyên nào của anh dành cho các anh chị đầu tư đây? Trước khi trả lời câu hỏi của Hiền thì mình cũng xin phép là để chia sẻ với các bạn. Thực ra là mình làm một cái cuộc phỏng vấn này không vì một cái lợi ích cá nhân, hay là cũng thực sự cũng không được agency trả tiền cho mình để mình nói những cái điều này. Mình chỉ nói ra với một cái tư cách là một người đã trải nghiệm, đã đi qua cái chặng đường đấy. Thì mình có cái lời khuyên cho các bạn cũng như những gia đình. Nếu đủ điều kiện thì mình nghĩ rằng đây là một cái cơ hội tốt cho toàn bộ gia đình của mình. Thì tất nhiên khi mà mình, đây nó là một cái bước tiến lớn cũng như là một cái sự thay đổi lớn trong nội bộ gia đình. Thứ nhất là mình phải qua một cái môi trường mới, rồi qua một cái công việc mới thì mình cũng phải đánh đổi. Thực ra nó có sự đánh đổi, nhưng nó là cái ngắn hạn để mình đổi lại một cái lợi ích dài hạn cho toàn bộ gia đình mình, con cái mình. Nên thành ra là nếu chúng ta đủ điều kiện thì mình nghĩ rằng là nên tranh thủ ở đây. Tại vì thực ra mình thấy là nó là cái quy luật cung cầu thôi. Khi mà các cái điều kiện để mà apply visa nó siết lại, hoặc là các cái điều kiện từ bên chính quyền bang hay là từ nước Úc nó
thu hẹp lại thì nghĩa là cái nhu cầu đang tăng lên. Yeah, thì mình nghĩ là như thế. Yeah. Cảm ơn anh về buổi chia sẻ ngày hôm nay. Portico and Bridge một lần nữa chúc mừng gia đình và hy vọng là trong chặng đường sắp tới, Portico and Bridge sẽ tiếp tục hỗ trợ anh chị và đạt được cái ước muốn cuối cùng của mình là định cư lâu dài ở bên nước Úc và lấy được cái thường trú nhân sớm nhất có thể.